Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, một số khu vực ở Bắc Kinh bất ngờ có mưa lớn kèm theo sấm sét và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tại khu vực lân cận Wanjiang, quận Chaoyang, đường phố bị ngập, ô tô ngập trong nước. Và ngày hôm đó, xi men Hồ Nam bị sét đánh và gió giật mạnh, đèn đường, cây cối và biển quảng cáo bị đổ. Đoạn video cho thấy một tấm biển quảng cáo lớn bị thổi đổ. Cửa sổ nhà cao tầng bị gió mạnh thổi sập, tia lửa điện xuất hiện trên dây điện hai bên đường. Hiện chưa rõ thương vong, thời tiết cực đoan tiếp tục hoành hành ở Trung Quốc và nắng nóng ở miền Nam vẫn tiếp diễn. Đồng thời, một đợt mưa lớn mới đang quay trở lại. Vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm đó, thành phố Xi Men đã đưa ra cảnh báo màu vàng với dông bão và gió mạnh. Trong vòng 6 giờ, có gió giật mạnh từ cấp 9 trở lên kèm theo sấm sét mạnh. Cùng ngày, một trận mưa như chút nước ở một số khu vực ở Bắc Kinh kèm theo sấm sét và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tại khu vực lân cận Wanjiang, quận Chaoyang, đường phố bị ngập, ô tô ngập trong nước. Ở Simfadi, quận Phong Đài, Bắc Kinh, đường phố ngập trong biển và xe cộ ngập trong nước. Vào sáng sớm cùng ngày, trên cộng đồng người Bai Tuba ở quận Thuận Khánh, thành phố Nam Đồng, Tứ Xuyên có sấm sét và mưa rông và một tia sét tuyến tính cực mạnh xuyên thủng bầu trời. Trước đó một ngày, một cơn bão dữ dội đã bùng phát ở Kidong, Yangsu. Người dân địa phương đã chụp ảnh cảnh đường phố. Một số người nói rằng mọi người đang vật lộn để tiến về phía trước trong gió, như thể họ đang ở trong một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng. Người dân địa phương không ai thấy được đây là bến sông, là chốn thần tiên. Đồng thời tiết nhiệt độ cao ở miền Nam Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Đợt nắng nóng quét qua các tỉnh thành phố Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam và các tỉnh thành phố khác. Chiết Giang đã trải qua mức nhiệt cao kỷ lục lên tới gần 42 độ C. Theo báo cáo, một bệnh viện ở Chiết Giang đang điều trị cho các bệnh nhân say nắng mỗi ngày. Ít nhất, một công nhân nhà máy đã chết vì say nắng hồi đầu tháng. Tại Phúc Châu, Giang Tây, một chiếc ô tô đậu bên đường bị nghi là tự bốc cháy và phát nổ do nhiệt độ cao. Chủ xe ô tô tự phát cháy, trời nóng quá là tự cháy. Chất điều hòa xe có vấn đề rồi xe kia cháy xém. Nhiệt độ cao liên tục dẫn đến tăng tải điện. Vào giữa tháng, phụ tải điện của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục, các nhà chức trách cho biết. Kính thưa quý vị, vừa qua, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, tại lễ bế mạc, ông Hồ Cẩm Đào, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, buộc phải rời khỏi địa điểm và khiến cả thế giới bàng hoàng. Được cho rằng đó là một trận động đất nhỏ vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20. Lúc 13 giờ 17 phút cùng ngày, một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra ở huyện Lút, tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên, và trận động đất được cảm nhận ở thành đô Lạc Sơn, Tân Giang và những nơi khác. Có thể bạn vẫn nhớ rằng cách đây hơn một tháng, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter cũng đã xảy ra ở quận Lút. Phải chăng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà trận động đất xảy ra vào ngày bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc? Trên thực tế, kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các trận động đất chưa bao giờ biến mất ở Trung Quốc đại lục. Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trận động đất chưa bao giờ biến mất ở Trung Quốc đại lục. Vừa qua, một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter xảy ra ở Lhasa, Lebanon, Lhasa Lick, Nội Mông Cổ. Và một ngày trước đó, một trận động đất mạnh 3,3 độ Richter xảy ra ở huyện Kimo, tỉnh Baiyangle, Tân Cương, và trận động đất 4,2 độ Richter xảy ra ở huyện Nialam, thành phố Siket, Tây Tạng và Thanh Hải. Một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter xảy ra ở thành phố Manga, tỉnh Haisi. Một trận động đất 3,7 độ Richter nữa cũng đã xảy ra ở hạt Ritu, tỉnh Ali, Tây Tạng, và trận động đất 3,8 độ Richter xảy ra ở hạt Bachu, Kashi, Prefecture, Tân Cương, Bachukauti, Kaga, Prefecture, Tân Cương tiếp tục xảy ra 3 trận động đất, trong đó cao nhất là 5,1 độ Richter. Chỉ trong vòng 6 ngày đã có rất nhiều trận động đất diễn ra khá thường xuyên. Ngoài ra, cùng ngày, Tập Cận Bình tham gia thảo luận của đoàn đại biểu Quảng Tây của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xảy ra một vụ cháy núi ở thị trấn Dung Giang, thành phố Quế Lâm, Quảng Tây. Tin tức trên Internet cho biết ngọn lửa lan rộng cả ngày lẫn đêm và vẫn đang hoành hành, bùng cháy từ huyện Hình An đến huyện Linh Xuyên và từ Linh Xuyên đến huyện Tuyền Châu. Những ngôi nhà được cho là đã bị phá hủy và người đã bị chết cháy.
Cũng trong ngày, một vụ cháy núi đã bùng phát tại thị trấn Long Tuyền, huyện Tây An, thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam. Đoạn video cho thấy khu vực địa phương vẫn còn đầy lửa vào đêm khuya và nhiều ngôi làng và thị trấn cũng chìm trong biển lửa và nhà cửa bị thiêu rụi. Ngoài ra còn có một vụ cháy rừng lớn ở thành phố Gansu, tỉnh Giang Tây. Trước đó, một video lan truyền trên một trang web đại lục cho biết do gió mạnh, ngọn lửa ở Gansu đã bùng cháy hàng chục giờ mà vẫn chưa được dập tắt. Ngoài ra, một đoạn video từ Douyin cho thấy một ngọn núi đã bùng phát ở huyện Vĩnh Gia, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Do gió mạnh nên lửa trên ngọn núi địa phương tiếp tục lan rộng cho đến tận đêm khuya. Tuy nhiên, trong giai đoạn nhạy cảm này, nhiều người không biết đến những tin tức động đất và hỏa hoạn nói trên vì sự im lặng của các phương tiện truyền thông do Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phong tỏa hoàn toàn. Ngay cả khi họ biết, nhiều người bao gồm cả Jong Nam-hai từ lâu đã quen với điều này và không muốn chấp nhận nó. Bởi vì hỏa hoạn, động đất và các thảm họa khác đã xảy ra thường xuyên trong những năm qua, điều này không có gì mới. Đôi khi sẽ có hơn 50 trận động đất xảy ra trong một tháng. Những người từ cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến người thường đều không đồng tình, nhưng họ thực sự bị ảnh hưởng bởi thuyết vô thần. Họ không tin rằng đây là những hình phạt và cảnh báo của Chúa, mà cho rằng đây chỉ là một điều tự nhiên hoặc ngẫu nhiên. Nhưng phải có lý do đằng sau nó. Người xưa cho rằng thế giới được tạo nên từ những chất có 5 thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gọi là ngũ hành. Ngũ hành tương sinh và khắc chế, tăng trưởng và thay đổi lẫn nhau là quy luật cơ bản của sự vận chuyển và biến đổi của thế giới. Dựa vào đó, người ta có thể hiểu rõ mọi hiện tượng trên thế giới, chẳng hạn như sự vận hành của các tầng trên trái đất, sự thay đổi của thế giới loài người và sự thay thế của các triều đại. Đông Zhongshu thời Tây Hán đã đưa ra thuyết cảm ứng giữa trời và người trên cơ sở thuyết âm dương ngũ hành. Cụ thể, nghĩa là trời và người là tương khắc, thưởng phạt của trời dựa vào hành vi tốt hay xấu của con người. Các vị thần sử dụng phu rui và các thảm họa để bày tỏ sự ngưỡng mộ và lên án đối với những kẻ thống trị và sử dụng chúng để hướng dẫn các hoạt động của thế giới con người. Ông cũng nhấn mạnh tác động đáng báo động của thiên tai, tin rằng thiên tai và những thay đổi là do sai lầm của các chính trị gia. Đông Zhongshu cho rằng các thảm họa thiên nhiên khác nhau tương ứng với những điều khác nhau. Và các thảm họa thiên nhiên khác nhau phản ánh những thất bại chính trị khác nhau, đòi hỏi các biện pháp khắc phục khác nhau. Chẳng hạn động đất cho thấy các quan đại thần hài lòng, thế lực chính trị không ổn định, người cầm quyền cần tự trách mình không giúp được dân. Ví dụ, lửa trong Shangwei tin rằng đó là do những kẻ xấu xa nắm quyền và những người chính trực phải chịu đựng và đó là một lời cảnh báo cho hoàng đế. Trái ngược với những gì đang xảy ra ở Trung Quốc lúc này và những gì đã xảy ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không phải động đất và hỏa hoạn, chỉ phản ánh thực tế rằng những kẻ xấu xa đang nắm quyền, những người chính nghĩa đang phải chịu đựng và chế độ không ổn định. Theo quan điểm của Đông Zhongshu, nếu những người cai trị có thể chấp nhận những lời cảnh báo của Chúa và cải thiện khả năng quản lý của họ, họ sẽ đáp lại Chúa và thay đổi số phận của họ, nếu không họ sẽ mất nước và mất quyền lực. Cũng dựa trên sự hiểu biết này mà từ thời nhà Hán trở đi, hoàng đế Yongde bắt đầu ban hành sắc lệnh trị tội sau những thảm họa. Truyền thống này tiếp tục đến thời nhà Thanh và nó cũng phản ánh truyền thống tôn kính đạo trời của các nhà cai trị cổ đại và tìm kiếm đạo đức cho chính phủ. Theo một số thống kê, có 15 vị hoàng đế thời Hán ban hành sắc lệnh trị tội, một vị trong Tam Quốc là Ngụy Văn Đế, hai vị ở Vương quốc Ngô, 7 vị vào thời nhà Tấn, 14 vị ở Nam Triều, một vị ở thời Tam Quốc, triều đại phương Bắc, một thời nhà Tùy, 8 thời nhà Đường, thời Tống, một thời Liêu, một thời Tấn, 4 thời Nguyên, 3 thời Minh và 8 vào thời nhà Thanh. Ngoài hỏa hoạn và động đất, còn có những người lính bị thất lạc và bại trận, hạn hán và lũ lụt, nhật thực và sự xuất hiện của hạn hán và châu chấu. Và không thiếu những tấm gương trong lịch sử Trung Quốc về những người không nghe theo lời cảnh báo của trời mà tự sát, chẳng hạn như Xie Ji, vua Du của nhà Thương và hoàng đế Thuấn của nhà Hán. Lịch sử là một tấm gương, hãy nhìn vào đất nước Trung Quốc hiện tại, nơi mà những kẻ ác đang nắm quyền, dối trá đầy rẫy, ác ý tràn lan. Những hành động xấu xa khắp nơi, những sự việc xấu xa nối tiếp nhau xuất hiện, lòng tốt bị đàn áp và người dân bị áp bức, đặc biệt là chính sách xóa sổ. Trong 3 năm qua, điều này đã thu hút nhiều lời phàn nàn, đồng thời nhiều thảm họa khác nhau đang ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Tuy nhiên, trước những lời cảnh báo liên tục của Thượng Đế, các quan chức cấp cao của Trung Nam Hải đã ngoảnh mặt làm ngơ và làm ngơ trước bức tượng trời. Trận động đất và hỏa hoạn xảy ra trong những ngày khai mạc và bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc chắn là cơn giận dữ từ trên trời rơi xuống.
Đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!